Huyền đài của nàng sức hút riêng hấp dẫn. Trong phần phúc crossover hạng B vốn rất đông đúc, Huyền đài của nàng đã tạo ra một sức hút riêng hấp dẫn khách hàng với một ngoại hình nổi bật, cảm giác lái ấn tượng và khoang xe thoải mái. Huyền đài của nàng là mẫu xe dành cho người trẻ, những ai là tín đồ của sự năng động và hiện đại. Chính vì vậy mà tổng quan ngoại hình chiếc xe Huyền đài của nàng có thiết kế theo thiên hướng bắt mắt phá cách. Đây không phải là một chiếc SUV có kích thước lớn nhất trong phân khúc, nhưng nó đủ vừa vặn để đứng vào hàng ngũ những chiếc SUV đô thị nhỏ gọn mà vẫn rộng rãi về không gian nội thất, giúp bạn có thể nghe lan nói ở bất cứ tuyến phố đông đúc nào mà vẫn thoải mái không chút gò bó. Thiết kế của Hyundai Kona khỏe khoắn với nhiều đường nét sắc cạnh. Điểm nhấn phía trước là lưới tản nhiệt hình thác nước mới trên các dòng xe Hyundai hiện nay như Santa Fe, Elantra, cụm đèn định vị ban ngày ISAL cùng đèn báo rẽ được rời lên trên, trong khi đèn chiếu sáng chính lại di chuyển xuống phía dưới. Tiếp đến là những chi tiết nhấn nhá như thanh lá góc, đuôi gió phía sau cùng các tấm ốp bảo vệ màu đen ở hốc đèn và ở viền bánh. Với nội thất cũng không kém phần trẻ trung hiện đại, tiện nghi trong nội thất có thể liệt kê như cửa sổ trời khởi động bằng nút bấm, gương chiếu hậu chống chói, cửa sổ chống kẹt và sàn không dây chuẩn QI, hàng ghế hai có thể gập gọn để gia tăng không gian chứa đồ. Dù là một tân binh mới gia nhập thị trường ô tô Việt Nam, nhưng Hyundai Kona đã thể hiện sức hút của mình. Chiếc xe được trang bị hàng loạt các tính năng cùng công nghệ hiện đại đáng để sở hữu như hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành hàng dốc, hỗ trợ xuống dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp, khởi động nút bấm, camera lùi, cảm biến va chạm, cửa sổ trời, 6 loa âm thanh trong khoang nội thất cùng 6 túi khí an toàn và phanh chống bọc cứng ABS. Với những sự nổi trội kể trên, Hyundai Kona xứng đáng là một trong những chiếc xe phù hợp với sự hiện đại, trẻ trung và năng động.